Ngay sau khi được phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 3, Bệnh viện 199 Bộ Công an đã nhanh chóng tiến hành tiêm phòng cho các cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Trong đợt 3, Bệnh viện 199 đã tiếp nhận hơn 1.300 liều vaccine phòng COVID-19. Để đẩy nhanh tiến độ, Bệnh viện đã huy động tối đa lực lượng, nhanh chóng triển khai tiêm phòng đến các cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Dự kiến bệnh viện sẽ hoàn thành tiêm phòng đợt 3 trước ngày 18 tháng 6. Đợt này bệnh viện đã tăng cường cái số lượng khám và tư vấn lên. Bởi vì cái khâu tiêm vaccine ấy, thì chậm nhất là cái khâu sàng lọc. Bệnh viện đã đẩy nhanh lên để tiêm sàng lọc và tăng cường cái số lượng tiêm. Hy vọng trong tuần này bệnh viện sẽ tiêm xong cho cán bộ chiến sĩ ở trong tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt 52 nhân viên y tế của bệnh viện 199 sẽ chi viện cho tỉnh Bắc Giang cũng được tiêm mũi 2 trước khi lên đường. Mình đã là tiêm vaccine mũi 1 vào 19 tháng 4 năm 2021 thì bây giờ mình được là tiêm mũi thứ 2. Sau khi tiêm đủ 2 mũi thì mình rất là tự tin cũng như là rất là sẵn sàng để ra Bắc Giang chia lửa cùng các đồng nghiệp. Hiện bệnh viện 199 đã thành lập trung tâm tiêm chủng và tăng cường đào tạo cán bộ để có thể hoàn thành công tác tiêm chủng càng sớm càng tốt khi có những đợt phân bổ vaccine tiếp theo.